Hello, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư, một tây tháng 3 năm 2017. Chương trình khai dương trí số 70 bắt đầu. Rồi, Lisa kính chào tất cả quý vị. Bắt đầu chương trình. Chị ơi là chị, hôm nay rút tiền ở tại máy ATM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Máy nó thả ra một sấp toàn là giấy bìa cứng in dòng chữ 500.000 đồng. Những người xung quanh thấy lạ nên họ đã quay video lại kìa chị ơi. Ta nói nó vui như ngày trảy hội mà. Chị đã nói rồi, thấy không? Các em thấy rõ ràng rồi đó. Ở Việt Nam chị đã nói rồi. Chị nói nó không đổi tiền thì đồng tiền nó mất giá, hoặc là nó không còn tiền, bắt đầu nó ăn cướp vậy đó. Bây giờ vàng nó kêu người dân gửi vô để mà lấy những cái chứng chỉ vàng, tức là nó ghi là nhà này gửi cho ngân hàng 2 cây, nhà kia gửi 5 cây, nhà nọ gửi 2-3 cây. Đó rồi bây giờ thì tiền cũng vậy thôi, nó in ra một sấp giấy như vậy đó. Thì ai ngục ngu đó không nghe lời chị, không nghe chương trình này thì cứ đem tiền vô ngân hàng gửi đi. Bắt chước như ở nước Mỹ này nè, rồi cầm thẻ ATM vô xài. Đó thì nó nhảy ra tiền giống vậy thôi. Nó nhảy ra bìa cứng còn đỡ đó, trong tương lai á hả, chỉ có một cái tờ giấy nó viết tay thôi. Tức là thí dụ như là muốn rút ra bao nhiêu tiền là nó ghi vô tờ giấy là 200.000 đồng, ký tên cá rác ở dưới. Lũ của nó là ở trong rừng ra mà, cho nên nó làm việc vậy đó nè. Để coi chị ơi, có video nữa nè chị. Đâu video sao đâu, coi coi. Anh cứ rút 50.000 đúng mệnh giá 50.000 đúng mệnh giá 50.000 tiền đây là gì? Tiền mặt nha, ra tiền mặt giấy. Anh quay xa thì nó mới quay gần nó mở. Con tâm ra hẳn ra ngân hàng của nó chứ. Ngân này nó ghi lại ra tiền thật. Mình có video đây mau gì. Tiền là thế. Bây giờ anh sang ngân hàng. Anh ra ngân hàng của chúng nó. Bây giờ anh sang ngân hàng của họ. Cái này có khi quy đổi lại vẫn ra. Anh cho một cái nhiều ảnh sao nó rất là. Có cần lít luôn rồi. Nó sẽ quy đổi. Có anh quay cái video của anh. Ok. Trời ơi. Thì đó, vào cái thời bao cấp nó cũng y như vậy đó. Vào cái thời bao cấp các em bây giờ không hiểu đâu. Chứ thời cái thời mà nó vô nó cướp miền Nam Việt Nam cũng vậy. Nó cho đi mua thịt bò hay là đi mua heo một tháng trời, nó cũng ghi cái tem phiếu là nửa ký hoặc là 500 gram heo, thịt heo. Rồi người ta cầm cái tờ tem phiếu đó người ta đi mua. Rồi người ta tới cái cửa hàng á, một ngày nó bán có 2-3 kg thôi à. Cho nên nó một bầy á hả, tao nói tảng sáng hừng đông mới 3 giờ là đã hiện hình thức dậy rồi. Xếp hàng dài như con rắn vậy đó. Rồi cái bắt đầu á hả, tao nói đánh nhau, tao nói đổ máu lỗ đầu để mà dành mua thịt heo cho bằng được. Cho nên bây giờ các em sanh vào cái thời này là nó văn minh rồi, nó chịu mở cửa để cho thế giới được kia rồi. Việt Kiều đi về Việt Nam, bắt đầu là bây giờ nó sợ, nó không dám làm vậy. Chứ ngày xưa mà thời của thằng chó đẻ mà vấn đề là Lê Dũng đó, là các em nên nhớ kỹ rằng Iran như vậy. Trong gia đình của các em phải có sổ hộ khẩu, rồi phải có cái sổ lương thực, phải đi mua gạo như vậy đó. Mà không có theo chế độ của nó, không vỗ tay, mà giống đây là khen ngợi thằng hồ chó đẻ là kể như cả gia đình này bị cắt sổ. Cắt sổ gạo hết đó. Chị ơi chị, bây giờ hầu như là trường nào, bây giờ các thầy cô giáo cũng kêu gọi tuổi trẻ học sinh của tụi em không nên theo cha mẹ biểu tình, không tụ tập đông người kìa chị ơi. Thì bây giờ nó sợ toàn dân đứng lên. Nó sợ rằng là các em là không giàu. Để mà vấn đề là kêu bằng là để cho nó nhồi sọ tư tưởng của bác đảng nữa. Cho nên bây giờ nó phải sợ như vậy đó chứ sao. Nha.
chị ơi em quay cho chị nhiều cái video để chị xem, nhưng mà chị đừng có đưa lên, nó sẽ biết nha chị. Ừ, chị không đưa lên. Còn cái này thì chỉ có là thâu lại tiếng nói thôi. Chị hãy mở cho mọi người nghe. Đâu, chị mở cho mọi người nghe coi coi. Cái giọng con ngựa này là con biết nó là vợ của công an rồi. Các em đừng có bị dụ dỗ những nơi đông người nào, các em đừng có đi, kể cả cha mẹ của mình mà kéo mình đi xuống đường cũng đừng có đi nha. Cho nên vấn đề là nó sợ rằng là nó quánh những em học sinh là thế giới sẽ lên tiếng. Bởi vì các bạn biết rằng là thằng Tàu Cộng nó đã từng đem xe tăng vào để mà nó đàn áp, nó giết những cái em học sinh ở tại quảng trường Thiên An Môn. Cho nên thằng Tàu Cộng bây giờ nó rất là run sợ sinh viên và học sinh xuống đường. Thì thằng Cộng sản, thằng đảng đỉ nó cũng run sợ y như vậy đó. Cho nên nó rất là sợ những người học sinh, những em sinh viên mà xuống đường để mà biểu tình. Bởi vì khi mà cái lực lượng những em học sinh, những người sinh viên này mà xuống đường mà bãi khóa rồi, mà nó đàn áp là thế giới người ta sẽ vào ngay. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tuổi trẻ Việt Nam hoặc là tuổi trẻ trên thế giới đều là mầm non, đều là những cái vấn đề là kêu bằng là ưu tú của vấn đề là đất nước. Cho nên nó rất là run sợ. Nó có thể nó giết người dân, nó có thể nó tàn sát người dân, nhưng mà những trẻ em, bởi vì các em giống như là một tờ giấy trắng vậy đó, cho nên công tình nó đã nhồi sọ các em, nó vào trường nó dạy các em phải là tôn thờ thằng Hồ, tôn thờ cái đảng chó, cái đảng súc vật cộng sản rồi. Bây giờ các em đi ra, các em chỉ cần thấy được nghe lời mọi người, người ta nói ra sự thật, các em hòa vào để biểu tình thì nó rất là run sợ, nó không thể nào nó dám đàn áp các em, bởi vì nó đàn áp là lộ ra cái chân tướng của nó ngay, lộ ra liền. Bởi vậy cho nên nó đâu có dám. Các em thấy không? Cái khốn nạn của đảng là như vậy đó. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em là một người con gái, năm nay em mới 16 tuổi thôi chị. Em ra đường em thấy đâu đâu cũng là người Tàu Cộng. Thậm chí em làm một quán ăn ở Nha Trang, có những người Tàu họ kêu em lại hỏi em có cần tiền không. Em chỉ biết nhẹ, em chỉ cúi đầu xuống và em hiểu họ muốn nói gì. Em lắc đầu là em không cần, em làm đây đủ sống rồi. Thì họ biết tiếng Việt sỏi lắm chị ơi. Họ chửi em là đồ ngu, tiền mà cũng không chịu. Cho tiền nhiều lắm nếu chịu phục vụ cho ba thằng Tàu trong bàn đó. Em lận lặng em ra đi mà em buồn lắm. Chị ơi, nhờ chương trình của chị nói với đảng Cộng sản Việt Nam, nếu họ muốn độc tài thì cũng được. Bởi em sanh ra và lớn lên họ đã độc tài đè đầu cởi cổ quen rồi. Cho nên họ độc tài thì cũng được. Miễn sao chị nói đảng Cộng sản Việt Nam đuổi hết bọn Tàu Cộng về bên bển đi chị ơi. Và không nhập đồ độc của thằng Tàu Cộng nữa. Thì dù người dân có chịu đảng Cộng sản Việt Nam độc tài cũng được nữa. Em chấp nhận cho đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, nó muốn quánh đập em hoặc nó muốn tra khảo, nó muốn làm gì cũng được. Nhưng mà đừng có để cho đất nước Việt Nam bị ăn những cái đồ độc như vậy chị à. Chị nghĩ sao chị? Cho em một lời khuyên. Em là con gái cho nên em nói như vậy được, bởi vì em đã bất lực. Còn những người thanh niên Việt Nam không thể nào mà làm thinh để nó đè đầu cởi cổ được.
Em là con gái thì em nhìn thấy rằng ở đâu người ta cũng bị chết, người ta ăn trúng đồ độc như vậy, rồi những thằng cảnh sát cơ động, những thằng công an nó quá khốn nạn như vậy. Cho nên bây giờ em đã chịu đựng quen rồi, người phụ nữ Việt Nam chịu đựng dữ lắm, rất là chịu đựng. Trên thế giới này không có một người phụ nữ nào mà tuyệt vời cho bằng người phụ nữ Việt Nam cả. Cho nên các em là người phụ nữ Việt Nam, mặc dù em mới có 16 tuổi, em trẻ, em chấp nhận như vậy. Nhưng mà đối với phụ nữ ở nước ngoài, người ta không phải như vậy đâu. Người ta không có cúi đầu mà chịu đựng như vậy đâu. Phụ nữ ở nước ngoài người ta rất là gan dạ. Nếu mà một cái đất nước đó, hoặc một người đàn ông, hoặc là cái chế độ đó mà thằng cảnh sát mà khốn nạn rồi, họ chấp nhận họ tử, họ rút súng ra, họ bắn chết thằng cảnh sát đó ngay. Nhưng mà phụ nữ Việt Nam thì cái dốt người phụ nữ Việt Nam thì chịu đựng như vậy quen rồi. Bởi vậy cho nên em chấp nhận, không thể nào chấp nhận một cái chế độ độc tài mà nó cai trị như vậy được. Em nói ra chị rất là nghẹn ngào, bởi vì em nói rằng bây giờ nó muốn độc tài cũng được, nó muốn khốn nạn cũng được, miễn sao đuổi Tàu về đi. Em có biết rằng bây giờ trong bộ máy của nó toàn là thằng Tàu cộng không không? Làm sao đuổi đây? Kể cả một thằng tổng bí thư của một nước là thằng chó đẻ trọng lũ mà nó cũng là tay sai của Tàu thì làm sao mà nó có đủ, mà những này là kêu bằng nó là mẹ tư cách để mà nó đuổi Tàu. Em thấy rồi đó. Bây giờ mà cứ việc ai ai cũng mà những này là ngồi đó để nguyền rủa bóng đêm thì các em mãi mãi ở trong bóng đêm. Thay vì mình không nguyền rủa bóng đêm mà mình phải hành động, tức là mình phải tìm một cái vật gì đó để mà mình thắp sáng lên trong cái màn đêm đó, để mọi người thấy được ánh sáng mà tìm đường đi, hay là cả nguyên một người, một bầy ngồi đó để nguyền rủa bóng đêm như vậy mà không làm cái gì hết, thì có bao giờ nó sáng được không? Không bao giờ. Vẫn là đường hầm, vẫn là bóng đêm. Ở trên đời này cũng vậy. Mình đói bụng mà mình không chịu đi nấu nồi cơm mình ăn, mình ngồi đó mình cứ nguyền rủa hoài, mình chờ người này về nấu cơm, mình chờ má mình về nấu cơm, mình chờ vợ mình về nấu cơm, mình chờ một người khác nấu cho mình ăn. Đó là một cái sự ỷ lại đó. Cho nên đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam. Các em dù cho bất luận các em như thế nào, chỉ cần các em bộc lộ ra, các em làm một cái điều gì nó dù nhỏ nhất cũng thể hiện được tấm lòng của mình yêu đất nước Việt Nam. Ngày xưa khi mà chị, vấn đề là kêu bằng đi qua bên Mỹ này, lúc đó chưa có những cái mạng mà lên trên cái video như vậy đâu, chưa có nói chuyện, chỉ có chat thôi. Vào thập niên năm 1990 á, chỉ có là bên AOL, chỉ có ngồi chat nói chuyện với nhau thôi. Mà Việt Nam lúc đó cũng chưa có internet luôn. Chỉ có lên đó ngồi chat với nhau, nói chuyện với nhau thôi. Mà chị vào, chị gặp được những cái thằng chó đẻ cộng sản, bắt đầu nó ca ngợi là chị đã vô chửi lộn với nó từ lúc đó rồi. Rồi mỗi một ngày nó một văn minh. Lúc đầu tiên đó chị lên, chị chỉ ngồi chị trả lời, chị đâu có dùng những cái lời nặng chi. Chị lên chị nói trời ơi coi sự thật đi này kia kia nọ. Rồi từ từ. Nó như vậy đó. Chị Lisa ơi, hôm qua em đi taxi và bác tài xế chủ động nói chuyện với em về đất nước Việt Nam và những người đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Bác tài xế nói những chung cư cao tầng xây ra ở quận 2 và quận 7 hoặc đang xây thì xây cho tụi Tàu ở, không phải dành cho người Việt Nam của mình. Và bác tài xế còn nói tụi nó đã mua đất từ nhiều năm trước rồi chị ạ. Khi giá đất còn cao và chúng nó mua rồi, chúng nó để dậm chân tại chỗ, ngâm tôm ở đó. Giờ thì chúng nó xây lên để bán cho dân tụi nó tràn qua ở. Bác tài xế còn nói thêm tụi nó nói tiếng Việt rất là rành và sỏi lắm, nhưng bác tài xế vẫn biết là tụi Tàu cộng vì nó nghe điện thoại gọi đến, nó nói toàn là tiếng Tàu cộng. Và do kinh nghiệm chạy xe lâu năm của bác còn tiếc nuối cho miền Nam Việt Nam. Nếu không bị tụi cộng sản chiếm lấy thì bây giờ miền Nam Việt Nam có thể đã ngang bằng với Nhật Bản như bây giờ, còn những nước Đông Nam Á không thể nào sánh bằng được.
Bác tài xế còn nói người dân ở miền Tây họ không cập nhật được nhiều thông tin trên mạng vì nguyên một đoạn đường mà chỉ có một trường học và gắn một hai cái loa để tuyên truyền về đảng thôi, nên họ không biết một cái gì về tình hình chính trị và hiện tình đất nước Việt Nam chị ạ. À. Thằng Cộng sản Việt Nam nó cố tình nó làm như vậy mà. Nó cố tình nó làm cho dân tộc Việt Nam phải vấn đề là kêu bằng là ngu như vậy đó để nó mới cai trị được. Chứ mà người dân Việt Nam mà vừa mở mắt ra thì các em thấy đó, đó như chương trình của chị, các em thấy nó ngăn chặn cỡ nào. Có nhiều người và chỉ nghe được tiếng nói chứ không nghe được hình. Thậm chí gửi những cái video ở trong nước ra không gửi được. Phải là inbox với chị để mà chị cho email để gửi qua. Thậm chí có những người người ta mới lên trên mạng, người ta chưa có rành về vi tính, người ta không biết những cái chương trình để mà vấn đề là kêu bằng là vượt cái bức tường chặn của nó để mà vào coi những cái thông tin. Rồi chị gửi những cái chương trình đó về thì ở bên Việt Nam nó chặn lại luôn, gửi cho người ta không thấy cái gì cả. Cho nên khi các bạn nghe tiếng nói của chị rồi hãy đi vào những cái anh em nào mà nó không có chặn. Bởi vì cái trang của chị là cái trang đặc biệt nó xấy vào. Cho nên chị gửi cho các em thì đương nhiên các em không có nhận được bất kỳ cái gì. Bởi vì nó chặn rồi làm sao các em thấy. Bởi có nhiều người hỏi chị gửi em cái gì em không thấy gì trơn á. Cho nên thậm chí cái trang của chị, cái trang Facebook của chị đó, chị xây lên gần cả ngàn cái tin mỗi một ngày. Mà những người ở Việt Nam đó em vô em thấy những cái tin toàn là những cái phim ảnh cấp 3 không à. Toàn là hình ảnh xét không à chị ơi. Thì tại vì nó phá Việt Nam đó, nó để vô như vậy đó, nó khốn nạn như vậy đó. Nó rất là run sợ dân trí Việt Nam tăng lên. Các em nghe lời nói của chị Lisa và các em đã hiểu được chế độ Cộng sản thì nó rất là run sợ. Bởi vì ngày nay trong nội bộ của nó ai ai cũng nhìn ra được cái bản mặt thật của đảng. Nó giả bộ, nó đưa là đảng Cộng sản là bức tường phong thôi. Thật sự bên trong của nó thằng nào mà đang nắm đầu như thằng Trọng Lũ, bây giờ nó có bán cả nước Việt Nam thì tất cả những con lừa kia cũng phải cúi đầu bởi vì lệnh của đảng. Cái chế độ độc tài nó khốn nạn như vậy đó, các em thấy rõ ràng không? Chứ một nhà nước pháp trị hoặc là tam quyền phân lập ở Mỹ, một người nào làm sai là tất cả đều công kích cả. Các em thấy ở Mỹ không? Ông Donald Trump đồng ý là kêu bằng tấm đầu cái tụi Hồi giáo, những người nào ở những nước Hồi giáo về. Nhưng mà trong quốc hội và tư pháp và nhiều người, người ta cũng đang tìm cách người ta chống lại. Bởi vì người ta nói là Hồi giáo thì nó cũng phải có một hai thành phần cực đoan chứ không thể nào đuổi hết những người tốt về được. Cho nên để cho những người này mặc dù trà trộn thì cứ để trà trộn. Chúng ta có một cái vệ tinh, chúng ta sẽ theo dõi, chúng ta sẽ có FBI, chúng ta sẽ điều tra những thành phần cực đoan để mà tiêu diệt ngay. Chứ không thể nào mà gom hết cả những người Hồi giáo mà vấn đề là đưa người ta về. Đó là một cái chính quyền mà tam quyền phân lập nó rõ ràng như vậy. Nha, để chị nói chuyện đợi chút. Somebody in the house. Somebody in the house. Okay, but I want to show you something. Show me what? I'll be there right now. Wait 45 minutes. I go there. Okay, but I'll be moving on a lot back. Yeah, okay. Bởi vậy mà vấn đề là cái bằng đó là hả? Các em phải thấy nó như vậy đó. Nha. Cô Lisa ơi, cho con đi nghĩa vụ làm con chốt thí. Giờ đi kiện nè chị Lisa, bị Tào Cộng giết mà đảng đỉ, nó nói là tự sát, thật là đau lòng. Chị hãy giúp họ đi chị. Chiều nay tình cờ đi qua bờ hồ Tam Bạc, Hải Phòng, tôi có gặp vợ chồng cô chú quê ở Thái Bình ra Hải Phòng để tìm đến Bộ Tư lệnh Quân chủng của Hải quân để được tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết tức tưởi của con trai họ. Nạn nhân là em Lê Công Đức, sinh năm 1995. Bố em tên là Lê Công Phương, sinh năm 1962. Mẹ là Bùi Thị Thủy, sinh năm 1969, quê quán Đội 2, thôn Trà Hồi, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hoàn cảnh gia đình rất là đáng thương chị ơi. Người chồng chỉ có một đứa con, một con mắt để khóc thương đứa con trai. Gương mặt khổ hạnh, đau xót, uất hận tràn đầy lên gương mặt. Bố mẹ em Đức chia sẻ,
Em Đức đi lính nghĩa vụ tại lữ đoàn 147, vùng 1, Hải quân, Quảng Yên, Quảng Ninh. Ngày 24 tới tháng 10 năm 2016, gia đình nhận được thông tin Đức bị tai nạn khi đang đứng trên chòi gác vào ngày 23 tháng 10 năm 2016. Khi gia đình đến nhận xác, mọi người được mọi người tư vấn và khuyên gia đình ông Phương, bố của nạn nhân, yêu cầu đơn vị cho mở quan tài để nhìn mặt con lần cuối. Sau khi mở quan tài mới phát hiện nạn nhân đã được mổ tử thi. Ngoài ra, vùng ngực trái có vết bị bắn do súng, vùng đầu bị trọng thương, vùng mặt, mắt đều có dấu tích như bị đánh đập tàn nhẫn. Lập tức gia đình làm đơn khiếu kiện thì nhận được câu trả lời từ phía đơn vị của Đức là giấy xác nhận Đức đã dùng súng để tự sát. Theo như lời bố mẹ nạn nhân kể thì Đức là một thanh niên tốt, từng rất hoạt bát, năng nổ, tham gia công tác đoàn, cũng nhận bằng khen của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Không có lý do gì để Đức dùng súng để tự sát. Hơn nữa, câu trả lời về việc Đức tự sát cũng không phù hợp với vết thương trên thi thể của Đức. Tôi viết bài này để mong cộng đồng mạng chia sẻ để giúp bố mẹ của em Đức tìm ra nguyên nhân cái chết của con trai mình, cho tâm họ được phần nào thanh thản. Rất mong sự việc đến được các cơ quan có thẩm quyền để vào cuộc điều tra làm rõ, để gia đình ông Phương một câu trả lời đúng với sự thật, để người dân còn có niềm tin vào công lý và pháp luật. Số điện thoại liên hệ với gia đình nạn nhân 0165 4462 691. Mẹ của nạn nhân mong linh hồn em sớm được siêu thoát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Luật pháp ở tại Việt Nam nó khốn nạn như vậy đó. Không có luật pháp con mẹ gì trong cái chế độ này cả. Có một lần chị nhận được cái tin này hồi năm ngoái, người ta cho chị biết rằng là trong nội bộ nó đánh thằng này, rồi thằng này nó quánh con người ta, rồi thằng này mới vấn đề là tính cầm súng lại thì nó lấy súng ra nó bắn con người ta chết luôn. Rồi nó giả hiện trường giả là tự sát. Cái nguồn tin này chị đã nhận được lâu rồi nha. Tức là nó quánh ba thằng, quánh nó, nói rằng nó không ngoan. Rồi thằng này mạnh quá, quánh lại nó quánh không lợi, cho nên nó mới kêu cấp đại đội trưởng. Thằng đại đội trưởng mới chạy xuống giận thằng này. Khi giận xong rồi rút súng ra bắn con người ta luôn. Bởi vì kêu thằng này canh cái chòi, mà đến giờ thằng này nó đi về thai mà không cho nó thai, bắt buộc con người ta phải canh nó trên cái chòi 24/24 như vậy, không cho ăn uống gì hết. Cho nên thằng này chống cự lại thì thằng đại đội trưởng rút súng ra bắn con người ta chết ở trên cái chòi gác luôn. Rồi bắt đầu tạo dựng hiện trường nói rằng con người ta là tự giận như vậy. Xong rồi đưa vô bệnh viện nó mổ ra, nó lấy tim gan phèo phổi, nó bán nội tạng mẹ nó. Ở trong quân đội thì nó hợp kín với nhau, nó nói rằng thằng này không có ngoan cho nên bị cấp chỉ huy ở trên đánh chết, bởi vì cãi lời lệnh của chỉ huy cho nên bị đánh chết. Nhưng mà thật sự ra đánh xong rồi rồi bắn chết luôn. Cho nên cái nguồn tin này chị đã nhận được rồi, tức là ba thằng ở trong cái đội đó đã quánh thằng này hội đồng. Rồi quánh bầm mình bầm mấy rồi, thằng này bắt đầu đuổi thằng này lên chòi gác. Lên đó gác rồi bắt đầu thằng này đói quá, không có cho người ta xuống phạt, phải buộc gác 24/24 trên cái chòi gác đó. Thằng này chịu không nổi đòi thay ca thì bắt đầu nó chống cự, nó không làm. Thì thằng đại đội trưởng rút súng ra bắn con người ta từ trên chòi gác rớt xuống đất luôn. Đó là chị nhận được một cái tin nhân chứng sống ở trong cái đội đó, ở trong cái nơi của em này. Cái án mạng này lâu rồi, chị cũng đã coi cái hình này rồi. Nó mổ con người ta, nó mai từ trên này, nó mai dài xuống, chị đã coi rồi, chị đã biết rồi. Và chị đã nhận được cái tin tức, mà chị đang kiểm chứng những cái tin tức mà ở trong đưa cho chị, nhưng mà hổng ra, chị không nhận được. Cho nên cái sự việc này chị cũng đã biết rồi. Cho nên chuyển lời nói của chị đến gia đình này phải làm mạnh hơn nữa. Còn nếu không làm mạnh thì kể như chết. Bởi vì bây giờ bộ chính trị là thằng Tàu Cộng nó nắm đầu, cho nên bây giờ có thưa lên trên cũng không làm gì. Bởi vì đây là ở trong quân đội. Trong tương lai những thằng chỉ huy toàn là những thằng Tàu Khửa không? Người Việt Nam nào mà ba gai mà đi lính, mà vấn đề là ba gai nó sẵn sàng nó rút súng ra nó bắn chết như là cái em nạn nhân này.
Cho nên các bạn nào mà đi vào trong quân đội rồi mà vấn đề là chuẩn bị tinh thần, thằng chỉ huy nào mà thấy cái mặt nó mà tào hoặc là nó tàn nhẫn rồi là lúc rút súng bắn chết mẹ nó ngay. Không có nghe lời nó nữa. Chị nghe kể vô quân đội giống như là ở trong đại bàng, ở trong tù vậy đó. Ma cũ ăn hiếp ma mới. Lính mới vô là hai ba thằng cũ bắt đầu nó đi lên, nó quánh, nó giận. Nó quánh để cho nó dằn mặt, để cho phải sợ, để cho phải nghe lời. Như vậy đó. Thằng nào mà bự con đó, mà đi vô đó, mà nó quánh không lợi đó, thì bắt đầu là nó chói tay lại để cho ba bốn người quánh một người. Mày bự con cỡ nào quánh nó cho mày sợ. Ở trong quân đội nó như vậy đó. Khốn nạn vậy đó. Gặp chị đó hả? Ta không nói, ta để cho mày quánh ta đi. Mày quánh tao không chết rồi phải không? Được. Bắt đầu buông tao ra rồi tao giả hiền. Ban đêm tao canh mà mày đang nằm ngủ rồi đó. Tao đâm một phát một mày lồi mẹ mày ra. Ói cơm mày ra luôn. Còn hoặc là ta mà có súng trong tay rồi, cái là tao ria cho mày chết mẹ mày tại chỗ. Ở đó mà mày đánh tao. Bất cứ người nào mà rớ chị một bạt tay rồi, chị nhớ tới 10 năm sau. Người nào mà quách chị một bạt tay, chị ghi tên xuống bằng mọi giá, chị phải trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trả không được mày thì tao ghi tên tuổi mày vào đó. Để hẹn kiếp sau tao thanh trừng mày. Tao báo thù cho tới cùng. Kiếp này không báo được là kiếp sau tao báo thù. Thằng chó đẻ nào không dám ra mặt. Mà vấn đề là kêu bằng là âm thầm. Vấn đề là kêu thằng Nghiêm Quang Xuyên, thằng Lý Anh Quán mà ký cái lệnh. Mà vấn đề là giữ chị đó. Thằng chó đẻ đó bây giờ cũng đang run đi, chuẩn bị đi con. Tao nguyện rồi. Tao sẽ làm rắn độc. Để mà kiếp sau tao mổ chết mẹ mày. Hoặc là kiếp sau mày là trâu là bò, tao là sư tử hống. Tao cắn chết cái khẩu mày. Tao xé xác mày ra. Tao mới hỏi dạ mày. Tao giết mày mà giết vợ mày, con mày, má mày. Tao nói dòng họ mày là tao giết. Chứ mày đừng có ra mày, mày dám đụng tới tao. Đó. Đáng đỉ tao bay bây giờ sợ chưa? Dám đụng tới bà nội tôi bay. Bà đặt tính đung cay nhát khỉ hù tao. Nhốt tao 7-8 tháng. Bây giờ tao ra tao chửi từ năm 2005 tới bây giờ 2017. Đó, đó. Còn chửi dài dài. Còn đập tôi bay dài dài. Bây giờ sợ không dám nói tới tên bà nội tôi bay rồi hả? Còn mấy con chó mà cắt ké kì nhông trên đây không biết tiểu sử của chị cho nên sủa cứ sủa. Làm video sủa cứ sủa. Làm đi. Làm mỗi ngày đi. Tại sao làm chưa đầy mẹ 15 phút đồng hồ bây giờ thục mẹ chui vô lăng Ba Định nó trơn vậy. Chui vô hang bắt bó hết vậy. Hả? Cái lũ của tụi bay, cái lũ cuồng hồ cuồng đảng tụi bay đó. Thấy không? Thời thế mà thay đổi rồi tao xé xét tụi bay ra. Cái thứ này tụi bay không phải là con dân Việt Nam. Nha. Chị ơi chị, thêm vụ cưỡng chế đất lừa gạt dân ở tại Phan Rang Ninh Thuận kìa chị. Chính quyền bảo kê doanh nghiệp tư nhân cướp đất lừa gạt dân. Dân khóc la nói rằng tất cả các luật về đất đai mà doanh nghiệp tư nhân đó đang làm là hoàn toàn sai trái. Việt Nam thì làm gì có luật mà đúng với sai hả chị? Em là con dân của tỉnh Ninh Thuận. Em đang làm việc xa quê. Chị lên tiếng mạnh cho người dân Ninh Thuận chiến đấu nhé chị. Nếu có biến em cũng sẽ chiến đấu cùng bà con. Chúc chị luôn khỏe mạnh. Chị nói người dân Việt Nam mà cúi đầu hoài không làm cái gì được thì nó sẽ lấy đất lấy nhà. Bởi vì nó lấy đất lấy nhà, nó xây lên những cái chung cư, những cái tòa nhà cho thằng Tàu Cộng. Mà người dân Việt Nam không dám hành động để cho nó tha hồ nó xây như vậy thì dạy gì mà nó không làm. Đất của ông bà của mình mà nó tới nó lấy như vậy, nó xây hãng xưởng, đốt hãng xưởng. Nó xây nó bán cho Tàu vô cầm mã tấu chặt chết mẹ thằng Tàu. Thằng nào vô tao chặt chết mẹ mày coi mày dám ở hay không? Đồn lên nguyên khớp xóm đó là có ma quái không? Tao cho bà quả nó viếng luôn. Hồi đó ở Long Xuyên của chị gọi là xóm nhà trái đó. Là toàn là xóm cán bộ, mấy cái thằng mà đầu bò, mà vấn đề là kêu bằng là Bắc, mà vấn đề là hai nút, tức là Bắc Kỳ, mà vấn đề là Cộng sản nó vô nó ở cái khu đó. Tao nói thỉnh thoảng là cho trái hoài. Riết rồi nó phải dọn đi luôn. Cái xóm đó gọi là cái xóm nhà trái là các em biết làm sao rồi. Bởi vì trái nhà liên tiếp.
căn nhà này vừa dập tắt chừng khoảng một tuần lễ sau có cơ hội là cho cháy tiếp. Cứ cháy hoài, cháy cả một xóm luôn, trở thành cái xóm nhà cháy luôn, không ai ở đó được. Sau này chỉ để cho những người dân đi vào đó để mà cất những cái chòi này ở đất cát của người ta có lại. Tao đốt hoài, đốt làm sao mà gọi là cái xóm nhà cháy là các em biết làm sao rồi. Mặc dù nó la là những này là cái bằng là tất cả các hộ gia đình ở xóm nhà cháy hãy nên cẩn thận lửa củi, coi chừng điện và tất cả đi làm phải cúp điện. Đâu kêu mày cúp kệ gái mày hả mày, đủ mà tao đi làm tao liếm mẹ nó. Những này là cái bằng là cây rọi các em biết đó, cái cây mà quấn bông gòn mà nhúng vô dầu lửa đó, bắt đầu là cái bằng là vô xăng đó, phật lên cái thảy mẹ vô cửa sổ cho nó cháy chơi. Mấy thằng chó đẻ mà làm công an cán bộ được kêu nó đi làm đâu ai nhà đó. Thậm chí có căn nhà đó nó muốn bà vú ở nhà, bà vú ra mà sao nấu cơm thảy cái lửa ở ngoài trước cho cháy mẹ banh tành cái nhà luôn. Mới xây cái nhà đó nó cháy nổ lách chách lách chách lách chách. Bởi vì cái xóm nhà cháy đó xe chữa lửa vô không được, cái đường nó có ti hí à, cho nên nó ở trong đó, cho nên dễ đốt lắm. Đốt cháy rồi là thể nhiều rụi cả một xóm, cho nên ta gọi là xóm nhà cháy là nó vậy đó. Bởi vì xe chữa lửa nó vô không có được, cái hẻm sao nó vô, đợi nó kéo dây mà từ ngoài mà đi vô trong trỏng á là mẹ nó thành tro tàn hết trơn. Cho nên từ đó tới sau mấy thằng đầu bò này nó đâu dám ở trong hẻm. Cho nên bây giờ các em thấy những thằng công an, những thằng khốn nạn, những thằng hút máu của người dân, nó đâu dám ở trong hẻm, nó đâu dám ở trong những cái nơi mà những đây là hẻm đâu. Nó phải lựa nhà mặt phố bố làm to nó ở, nó ở những cái căn nhà ở bên ngoài, ở ngay mặt đường. Thì bây giờ mày ở ngay mặt đường thì tao cho, nhưng đây là tao nhào vô tao sắn mày luôn, đập mày luôn nha. Yeah. Xin chào Lisa, tôi thường xuyên nghe bạn nói, nhờ đó mà tôi hiểu thêm rất là nhiều chuyện. Hôm nay tôi muốn hỏi bạn một điều. Đơn tôi tố cáo tên Lê Thanh Hệ, trú ở thôn Yên Phong, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trong đó có video nói về ông phó giám đốc công an tỉnh Ninh Bình là Nguyễn Thanh Sơn để cho hai nữ công an mặc thường phục đè tôi xuống, cướp điện thoại của tôi, vân vân. Sau đó bạn cho tôi ý kiến của bạn nhé, cảm ơn bạn. Nếu mà kêu Lisa cho ý kiến thì Lisa chỉ cho cái ý kiến là thôi sát mẹ nó cho rồi đi. Đối với Lisa không có ngồi mà nói nhiều với mấy cái thành phần đầu bò óc chó này. Mà xin ý kiến của Lisa là chỉ có một con đường một thôi là sờ ác sát. Bản đồ Việt Nam hình chữ S. Cho nên xin và sát. Thằng nào có lợi cho đất nước Việt Nam thì mình còn xin, còn để cho nó để tự sinh tự diệt. Còn thằng nào mà mất dạy như vậy thì sát mẹ nó cho rồi. Chị hãnh diện là bởi vì chị sanh ra trong đất nước Việt Nam bản đồ chữ S. Cho nên Tàu cộng chị cũng sát, mà Việt cộng chị cũng sát cộng luôn. Con người của chị là nổi lên hay cái mặt của chị cũng nổi lên chữ S là chữ sát. Cho nên hỏi chị ý kiến là chị cho sát mẹ nó. Trời, thứ này để lâu làm gì? Mẹ nó ra đêm dài lắm mộng chứ không được mẹ gì. Cho nên em xin ý kiến ai? Em xin ý kiến chị là chỉ có ngắn gọn thôi à. Có cơ hội giết chết mẹ nó liền cho chị. Giết một mạng cũng có lời, đó là giám đốc công an mà. Giết chết mẹ nó đi. Giống như anh Đặng Ngọc Viết vậy đó. Xách súng lên lia những cái thằng chó đẻ nào mà cướp nhà, rồi đi về tự sát. Anh này lia mấy thằng đó thôi, gặp chị không làm gì. Gặp chị lia xong rồi chị giật súng chị ra chị làm mấy chục vố nữa chị biết chứ. Tức là một mình anh tao đổi 20 mạng, 30 mạng tao mới đổi. Tao lia chừng nào mà còn viên đạn cuối cùng. Vậy thôi. Hai cô Lisa, con thấy cộng sản giờ đây đã thành công trong việc hù dọa và nhòi sọ học sinh rồi cô ơi. Học sinh giờ đây còn chẳng phân biệt được đâu là nhạt đỏ, đâu là nhạt vàng. Còn hỏi tới cờ vàng ba sọc đỏ thì tụi nó như là trên sao quả mới xuống đó cô ơi. Không đứa nào biết cờ vàng ba sọc là gì cả cô ạ. Thì nó nhòi sọ từ đó tới giờ đó, cho nên tuổi trẻ Việt Nam đâu biết mẹ gì. Lịch sử có không biết nữa. Hôm qua hôm kia chị mới hỏi đứa hỏi vậy chứ vấn đề là nó lên nó qua nó quang quang cái miệng nó làm như là lịch sử nó hay lắm. Rồi chị hỏi vậy chứ vấn đề là chị ơi chị giống bà Trưng bà Triệu lắm đó chị. Cái chị nói ờ vậy à. Bà Trưng bà Triệu là mẹ của Bác Hồ đó chị.
Trời đất quỷ thần ơi, chị ngồi chị cười quá trời luôn. Chị nói ai dạy? Mẹ nói cô giáo em dạy đó. Nói bà Trưng bà Triệu là sanh ra Bác Hồ. Chị nói ủa con Đĩ Hoàng Thị Loan mà bà Trưng bà Triệu nào? Nói ai biết? Cô giáo dạy vậy đó. Khốn nạn vậy đó. Chị ơi, chị nói cho mọi người nghe, hôm nay bọn chó cộng sản nó ra luật mới nữa kìa chị. Nó ban hành ra cái luật là bán hàng rong nó phạt 6 triệu đồng đó chị. Người dân đã làm không ra tiền, làm ăn càng ngày càng khó khăn mà chúng nó cứ kiếm chuyện phạt hoài. Thì làm sao người dân sống nổi đây chị? Chắc là đời sống người dân mạt luôn quá chị ơi. Tại sao đảng Đĩ nó ác độc quá vậy? Chị đã nói các em rồi. Nó cố tình nó làm cho đời sống người dân không sống nổi, để mọi người trốn nhau đi ra, trai thì làm cu ly, gái thì làm ô xin thôi. Đây là chỉ thị của thằng Tào Cộng. Nó bắt buộc thằng Cộng sản Việt Nam kiếm chuyện như vậy đó, để mà triệt tiêu đi những cái nguồn sống của người dân ở tại Việt Nam. Những người dân ở tại Việt Nam đó, ta nói không riêng về những người buôn bán hàng hóa đâu, mà các em đi học sau này, các em ra cũng không có công ăn việc làm, các em cũng phải đi làm cu ly, cũng phải đi làm ô xin. Bởi cho nên thằng đảng Đĩ nó biết bây giờ nó nhồi sọ các em phải yêu đảng, yêu bác, để sau này khi mà các em đã bị thấm nhuần rồi, bị thấm bùa mê thuốc lú của nó rồi, thì bây giờ đi ra nước ngoài làm cu ly chỉ biết gửi tiền về để mà nuôi cái chế độ đảng Đĩ của nó tồn tại mà thôi. Đây là sách lược của nó. Nó phải làm như vậy để cho nó triệt tiêu cái đời sống của người dân Việt Nam. Nó khốn nạn như vậy đó. Người dân Việt Nam mà không nhìn ra được cái giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chết không kịp nhé. Chỉ vậy thôi. Chị ơi, Sài Gòn 7:30, nhà thờ Đức Bà, Hà Nội 7:45, Hồ Hoàn Kiếm, Vinh 8:00, đường vào công ty Formosa Kỳ Anh, Quỳnh Lưu, Quế. Các em cứ việc đi biểu tình thì các em cứ đi biểu tình. Nhưng mà chị nhận được nhiều cái tin là nó chuẩn bị nó đàn áp thẳng tay. Bên cạnh đó thì chúng nhận được là nhiều cái máy quay cũng như là thế giới nhân quyền người ta đang có mặt, chìm có nổi có ở tại Việt Nam để mà người ta theo dõi cái tình hình. Nha. Chị Lisa ơi, nay xem chương trình này thấy buồn ghê. Em biết một công ty do Mỹ đầu tư sản xuất dây điện cho xe hơi đó chị. Nhưng tụi Cộng sản Việt Nam ở đây toàn nhập dây điện của Tàu Cộng không à. Có nhiều loại dây điện rất ngứa khi đụng vào đó chị. Mấy cái công ty bóng đèn của Nhật, bóng đèn của Mỹ đâu kia đem qua Việt Nam bán, người dân Việt Nam đâu có mua, bởi vì mắc. Cho nên bóng đèn của thằng Tàu Cộng, bây giờ các em vô mấy cái chỗ mà cửa hàng điện máy được kia là toàn là đèn của Tàu Cộng không. Đâu có bóng đèn của Mỹ, của Nhật, mắc quá không ai mua, chứ để trên in vậy đó. Một năm chưa bán được 5 bóng. Vậy mà bóng đèn của Tàu Cộng qua 1.000 bóng bán cũng hết. Bởi nói người dân Việt Nam của mình nó ghét Tàu, thù Tàu, nhưng mà hàng quá của nó qua tham rẻ, thấy rẻ là mua. Dây điện, đèn điện, nhất là mấy bà ở vùng sâu, vùng xa, bây giờ điện nó có về tới quê rồi đó. Chạy lên toàn là lửa bóng đèn nào mà rẻ của thằng Tàu Cộng là mua về. Còn bóng đèn của Nhật mà nói mà giá gấp 2 lần của Tàu đó, chề cái môi nó đâu mua. Bạn của chị bán cửa hàng điện máy rồi kia, vấn đề nói với chị. Ra toàn là tìm hàng Tàu. Thậm chí mấy người buôn bán cũng là vấn đề là kêu bằng là đi lấy hàng lậu của thằng Tàu về để mà bán, để cho có lời. Tại vì hàng Tàu vừa rẻ mà nó đưa lời càng nhiều. Còn hàng của Nhật bán lời đâu có nhiều. Bóng đèn của Mỹ xài đó, nó nói rằng là xài bao nhiêu kilowatt, 3.000 kilowatt nó mới đứt bóng. Thì các em xài khoảng 5.000 kilowatt nó mới đứt bóng. Còn thằng Tàu đâu qua đem ti bao nhiêu kilowatt đâu. Thậm chí các em mua về mới dặn vô cái bực đèn nó làm cái tạch, rồi xong đứt mẹ cái bóng. Cháy mẹ nó còn đẹp. Đi mua cái bóng khác. Nhưng mà người dân Việt Nam ta đâu tính vậy đâu. Họ xài đèn của Tàu rồi, họ xài những cái bóng đèn của Tàu Cộng rồi, rồi bắt đầu là nó bị đứt bóng vậy rồi. Rồi họ mới nói là bây giờ lỡ mua bóng đèn của Nhật hay là của Mỹ về xài nó đứt bóng vậy, mất công tốn tiền. Cho nên thôi kệ, nó cứ mua hàng Tàu, vậy mà tự chết thôi. Cô ơi, có chuyện này con buồn lắm. Quê con ở Tiền Giang, ba con là cựu chiến binh, nhưng về già lại ra xã cho tụi nó sai, làm gì thì làm. Thấy ông già cả, nhà không muốn cho đi ra đó làm gì, vì nó chỉ cho một cái giấy bảo hiểm mà thôi.
phải đi suốt ngày mà con thấy ông ấy hăng say vô cùng. Con đã sớm nhận ra chế độ của đảng nó không có quyền lợi gì cho người công dân cả. Cho nên bây giờ ba con, ông đã đi làm với thì ba của con là nó kêu đi ra xã làm vậy đó. Chị thấy mấy cái thằng mà hốt đồ chợ cũng vậy. Mẹ già chuẩn bị gần đất xa trời rồi, cũng chạy đi ra đó mà để mà vấn đề là lấy đất giật thúng, giật đồ của người ta. Nó vậy thôi à. Chị Lisa ơi, em có một tin mật cho chị hay đây. Ngày hôm nay 28 tháng 2 em thấy quân đội và có cả dân quân đang tập trận rần rần rộ rộ. Hình như họ sợ có một cuộc chiến gì xảy ra đó chị. Em đi đâu cũng thấy quân đội đang ráo riết tập trận dữ lắm. Em định lén quay video đưa cho chị, nhưng em thấy tụi nó canh phòng nghiêm ngặt lắm. Mắt thằng nào thằng nấy như là chó sói, nó như luôn nhìn em. Cho nên em run sợ, em không muốn quay đó chị ơi. Sáng nay cũng vậy, em thấy quân đội họ dậy rất là sớm và cũng tiếp diễn cuộc tập trận như ngày hôm qua. Không hiểu lần này họ lại đứng về phe nào. Lần biểu tình này có quyết định cho sự sống còn của bọn chúng không? Để lên kế hoạch nha chị. Cuộc biểu tình này chỉ là mặt nổi, kêu gọi bất bạo động, chứ không phải cuộc biểu tình này là quyết định chế độ sụp hay là không. Chế độ cộng sản có sụp đổ hay không cần nhiều yếu tố. Cho nên theo cặp mắt của chị, cuộc biểu tình này muốn coi sự đoàn kết của toàn dân như thế nào. Nếu người dân quá run sợ, không xuống đường đông để mà biểu tình bất bạo động, thì người ta có những kế sách kế tiếp. Chứ các em đừng nghĩ rằng cái cuộc biểu tình này nó sẽ quyết định được thay đổi chế độ hay không. Nếu đông người xuống thì thay đổi được, còn nếu không đông người xuống thì kể như là các em nản chí, các em không tiếp tục đấu tranh để giải thể đảng cộng sản nữa thì sai lầm vô cùng. Chị xin nhắc lại, đây chỉ là bề mặt nổi để coi cái lòng người dân chán ghét chế độ tới bao nhiêu rồi, và để coi cái lòng người dân có vượt qua được nỗi sợ hãi để mà cùng nhau xuống đường hay không. Chứ không phải cuộc biểu tình này là quyết định đảng Cộng sản Việt Nam nó sụp đổ hay không sụp đổ. Không phải cuộc biểu tình này quyết định được rằng thành bại hay là không thành bại. Trong cái bại nó sẽ có cái thắng, trong cái thắng nó sẽ có cái bại. Chính trị là nó như vậy. Có thể người dân không ủng hộ, sợ sệt, không ra biểu tình đông, nhưng mà họ sẽ có những kế sách kế tiếp nữa. Những người mà chính trị ở nước ngoài, người ta luôn luôn người ta có trăm phương ngàn kế, những cái kế hoạch người ta đưa ra. Cho nên các em yên tâm nha, các em cứ yên tâm đi. Chúng ta đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam là chúng ta phải miệt mài và trường kỳ. Trường kỳ tức là phải lâu dài và cần có thời gian, chứ không phải một sớm một chiều được. Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã ăn sâu vào gốc, vào rễ. Các em nội có thấy những cái thành phần xúc vật cuồng hồ cuồng đảng ở trên đây là các em đã biết rồi. Cho nên chống Đảng Cộng sản Việt Nam là phải dai dẳng, phải bền bỉ, chứ không phải chống Cộng sản Việt Nam một ngày một giờ mà nó trả đâu. Đảng Cộng sản nó như một con chó, nó đang gặm cục xương. Các em muốn đập con chó này để mà lấy cục xương ra đâu phải là dễ. Thậm chí các em phải dùng tới hành động là phải giết con chó này cũng không chừng. Bởi vì khi nó gặm cục xương rồi, đánh nó cũng không nhả ra đâu. Chỉ có giết nó mới nhả cục xương. Là cái chế độ bây giờ đó. Chị ơi, chị hết giờ rồi kìa chị ơi. Hết giờ rồi. Nói tóm lại ngày hôm nay, chị muốn nói cho mọi người biết là Đảng Cộng sản đang run sợ những người trẻ em, những người học sinh. Các em chuẩn bị, các em ý thức để các em xuống đường biểu tình chống lại cái chế độ. Cái thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã không còn tiền nữa. Nó chuẩn bị, nó cướp tiền. Cho nên những người nào mà có tiền gửi cho ngân hàng thì mau mau hãy rút ra mà để giữ ở nhà. Đừng có bài đặt học theo nước ngoài để mà vấn đề là kêu bằng là lấy tiền
gửi tiền vô thì nhận ra những cái tờ giấy nó ghi như vậy đó. Chị đã nói cái chương trình này cách đây là vào hồi năm ngoái mà người dân Việt Nam phớt lờ thì bây giờ nhận được hậu quả rồi đó nha. Thôi chương trình đã hết. Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí ngày mai. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.